Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Toku VN Media Team. Quay trở lại với các dòng sản phẩm Sodo. Hôm nay nhóm chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn không phải là Super Sentai hay Kamoider, mà sẽ là một series cực kỳ quen thuộc với tên bộ bối thần kỳ ở Việt Nam. Đó chính là Sodo Pokemon Set số 4. Sodo Pokemon là dòng sản phẩm của Bandai được ra mắt vào năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 set được công bố. Tương tự như các dòng Sodo khác, Sodo Pokemon vẫn giữ được các tiêu chí như giá thành khá rẻ, thế giới quan của Pokemon. Những chú Pokemon sau khi được lắp ráp đầy đủ vẫn giữ được nét riêng của mình. Vì cái set đầu tiên đang khá là khan hiếm nên nhóm chỉ có thể bắt đầu được set thứ 4 mà thôi. Tương tự như các dòng Sodo khác, phần bóc của Sodo Pokemon vẫn giữ được thiết kế đơn giản và gọn nhẹ. Chính diện là hình ảnh của những Pokemon nằm bên trong hộp, phía trên là tên của dòng sản phẩm, ở góc dưới cùng là logo của Bandai, mặt sau bao gồm những chú Pokemon có mặt trong set 4. Ở set này, chúng ta sẽ bao gồm 4 chú Pokemon khác nhau là Cinderace, Garchomp, Umbreon và Machamp. Ngoài những chiếc hộp có chứa 4 Pokemon này ra, thì chúng ta sẽ có thêm một effect riêng nếu mua một set 10 hộp. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với Cinderace, hay còn được gọi với tên tiếng Nhật là Iceburn. Đây là dạng tiến hóa cuối cùng của Scorbunny, một trong 3 Pokemon khởi đầu cho các trainer trẻ tuổi ở vùng Gala. Cinderace là một Pokemon hệ lửa có thiết kế lai giống một chú thỏ và một cầu thủ bóng đá. Vì vùng đất Gala lấy ý tưởng từ đất nước Anh, nơi mà môn bóng đá được cực kỳ ưa chuộng. Vì thế có thể hiểu được phần nào thiết kế của Cinderace. Mặc dù chỉ là Pokemon mới xuất hiện, nhưng Cinderace đã thể hiện được sức mạnh bá đạo của mình trong bản game Sword and Shield. Ở phiên bản anime thì Cinderace cũng đã được xuất hiện dưới sự huấn luyện của Go, bạn đồng hành của Ash, hay còn được gọi là Satoshi trong series Pokemon Journey. Nhìn sơ lược, thân hình của Cinderace được làm khá là mảnh mai và đơn giản, rất giống bóng dáng của một con người. Nổi bật nhất có lẽ chính là đôi tai và phần bắp đùi. Đôi tai thỏ được tuốt lại một cách ngay ngắn và phập phùng như một ngọn lửa. Còn ở phần đùi, lông của Cinderace đã được thiết kế một cách khéo léo, khiến ai nhìn vào cũng thấy giống như một chiếc quần đùi cho cầu thủ bóng đá. Ngoài ra, còn có thêm chi tiết vòng lửa bao quanh đầu gối, tăng thêm sự nổi bật. Về phần khớp, đầu của Cinderace có thể gật lên xuống, trái phải tùy ý. Phần thân trên có thể cử động thoải mái. Phần tay chỉ có thể di chuyển ở khớp vai. Còn kiểu tay thì hoàn toàn bị động. Phần chân có lẽ chính là phần cơ động nhất vì có thể làm được rất nhiều động tác như đưa lên xuống, xoay trái phải, gập gối. Kể cả mũi chân cũng có thể bẻ lên xuống được. Sở dĩ phần chân của Cinderace được làm rất chi tiết như thế này bởi vì đối với các cầu thủ bóng đá, phần chân chính là phần quan trọng nhất. Nếu các bạn cảm thấy lo ngại với phần khửu tay bị động thì đừng quá lo lắng, Bandai đã cho chúng ta một cặp tay để thay thế tùy thích. Yvette đi cùng với Cinderace là một quả cầu lửa để chú thỏ có thể thực hiện được kỹ năng Bio Ball, viêm cầu. Tiếp theo là Garchomp, hay được gọi với tên tiếng Nhật là Gabuyat, Pokemon mang hình hài pha trộn giữa rồng và cá mập đầu búa. Ngoài ra, cũng có nét như một chiếc máy bay phản lực. Garchomp mang sơn hệ rồng và đất, được xuất hiện lần đầu ở bản game Diamond and Pearl, là Pokemon được xếp vào nhóm Pseudo Legendary Pokemon, hay còn được gọi là Pokemon giả thần. Đây là thuật ngữ được các fan Pokemon trên thế giới dùng để ám chỉ những Pokemon rất mạnh với bộ chỉ số cao và có 3 dạng tiến hóa. Garchomp được miêu tả là loại Pokemon có tốc độ bay rất là nhanh. Một khi con mồi đã rơi vào tầm nhắm của nó thì tỷ lệ thoát thân gần như là bằng không. Garchomp còn nổi tiếng là con át chủ bài của nhà vô địch vùng Sinnoh, Cynthia, hay còn được gọi với tên tiếng Nhật là Sigona. Nếu các bạn đã từng đối đầu với Cynthia ở các bản game Pokemon khác nhau thì chắc hẳn đã thấy được sự khó chịu của con Pokemon này đến nhường nào. Ở phiên bản Sodo, Garchomp vẫn giữ được dáng vẻ gai góc và hung dữ của mình. Những phần gai góc, móng vuốt được làm rất chi tiết, tác lên vẻ ngoài nguy hiểm của Pokemon này. Về phần khớp, đầu của Garchomp khá là giới hạn. Phần hàm trên có thể mở lên xuống. Phần cổ và phần thân trên đều có thể xoay 360 độ. Khớp tay có lẽ là phần hay nhất, vì có thể xoay rất thoải mái ở vai, cũng như khuỷu tay. Phần chân có thể làm được những động tác cơ bản như đá cao, gập gối, tuy nhiên lại bị giới hạn và không thể gặp lại được với nhau.
Đuôi của Gachom có thể cử động rất là linh hoạt. Nhờ vậy mà chú rồng của chúng ta có thể giữ răng bằng rất tốt ở một số tư thế khó. Effect đi cùng Pokemon này là một mảnh đất dùng để tái hiện lại chiêu độn thổ. Một tuyệt kỹ tấn công đối phương bất ngờ từ dưới lòng đất. Nó có thể thực hiện được hai dạng. Dạng 1 là dạng dưới lòng đất. Dạng thứ hai là trồi lên tấn công mục tiêu. Pokemon thứ ba là Umbreon, hay có tên tiếng Nhật là Blacky. Một trong những dạng tiến hóa của một Pokemon khác có tên là Eevee. Xuất hiện lần đầu ở Gen 2, Pokemon Gold, Silver và Crystal. Umbreon đã mang đến cho người chơi lẫn người xem thấy sự đa dạng thú vị của việc tiến hóa. Cụ thể là Eevee chỉ có thể trở thành Umbreon khi Pokemon này đạt được Friendship, hay còn gọi là điểm tình bạn cao nhất, vào ban đêm. Với cơ thể mang dáng vóc đen tuyền kiêu sa, điểm nhấn là các chiếc vòng màu vàng cho quanh người sẽ sáng lên khi Umbreon tiếp xúc với ánh sáng mặt trăng, đã tạo nên một vẻ đẹp kỳ bí cho Pokemon này. Ở phiên bản Sodo, Umbreon vẫn được khắc họa các chi tiết vào mặt trăng trên người. Phần khớp của Umbreon khá là thoải mái, đầu có thể đưa lên xuống. Hai chân trước và hai chân sau đều có thể co duỗi lên tùy thích. Ngoài ra, ta còn có hai chân sau đi kèm để tạo nên động tác ngồi xuống của Umbreon. Effect đi cùng với Umbreon là một màn đêm đầy sao. Đây là hiệu ứng của chiêu nguyện ước Wish, một kỹ năng hỗ trợ sẽ giúp Pokemon hồi lại HP vào lượt tiếp theo. Cuối cùng là Machamp với tên tiếng Nhật là Kariki, Pokemon lực sĩ siêu sức mạnh, được thiết kế dựa trên các lực sĩ cũng như võ sĩ đô vật. Với cơ thể cường tráng cùng bốn cánh tay lực lưỡng, được miêu tả rằng có thể tung ra 500 cú đấm trong vòng 1 giây và có thể dời cả núi chỉ bằng một cánh tay. Machamp sẵn sàng đánh bay mọi đối thủ trên sàn đấu. Một điều thú vị là Machamp được thiết kế như đang mặc một chiếc quần đôi giật với chiếc đai lưng của nhà vô địch, là một trong 6 Pokemon của tứ đại thiên vương Guno, hay còn được gọi với tên là Shiba ở vùng Kanto. Machamp đã không ít lần gây khó khăn cho những người thách đấu bằng sức mạnh thần tí khủng khiếp của mình. Với phần khớp, Machamp có biên độ cử động khá thoải mái khi phần đầu có thể đưa lên xuống, xoay trái phải. Cả bốn cánh tay đều có thể gập duỗi, phần chân thậm chí có thể dạng rộng sang hai bên. Phần thân trên của Machamp tuy lớn nhưng không hề gây khó khăn trong việc tạo thế. Dòng Sodo đã tính toán đến việc làm sao cho phần thân trên của bốn cánh tay khá lớn nhưng mà có thể giữ được thăng bằng rất tốt, chỉ với đôi chân nhỏ hơn rất nhiều. Effect đi cùng với Machamp không phải là hiệu ứng như ba Pokemon đã giới thiệu, mà thay vào đó là bốn cặp cánh tay với các thế khác nhau như chặt, nắm và đấm. Vì là một Pokemon sử dụng đa số các kỹ năng dùng tới sức mạnh thuần túy, nên các bàn tay này được thay thế vào để thực hiện các đòn như đòn chặt karate, hào khí quyền hay đấm trực diện. Sodo Pokemon thì đánh giá của mình đã làm rất tốt về phần màu sắc, hình dáng và biên độ cử động. Từng Pokemon đều được làm rất chăm chút và tỉ mỉ ở những chi tiết như chiếc đai của Machamp hay những vần hào quang của Umbreon. Điểm trừ nhiều nhất ở set này có lẽ là ở Gachom, bởi khớp tay chân của chú rồng này rất là lỏng, khiến chúng ta luôn có cảm giác nó có thể rớt bất cứ khi nào. Ngoài ra, tuy các chú Pokemon này được sơn rất đẹp, nhưng lớp sơn lại khá mỏng nên rất là dễ chóc. Các bạn hãy lưu ý điều này nhé. Và đó là tất cả những gì mà nhóm muốn chia sẻ đến các bạn về sản phẩm lần này. Nếu các bạn cảm thấy thích, hãy nhấn like và subscribe cho nhóm nha. Vào kỳ tới, nhóm chúng mình sẽ giới thiệu ba thánh kiếm còn lại. Các bạn hãy chờ và đón xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.